diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2023, phiên chợ nông sản trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ 2 năm 2023 do Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức, là hoạt động giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế quảng bá thương hiệu sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của địa phương, đặc biệt là sản phẩm OCOP, những mặt hàng nông lâm thủy sản có chất lượng cao, có giá trị xuất khẩu, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phiên chợ nông sản lần thứ 2 còn giúp các doanh nghiệp, hộ nông dân tiếp cận thông tin công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Phiên chợ nông sản lần thứ 2, địa chỉ tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, vị trí tại khu vực cổng vào đường Phạm Hồng Thái, giáp với khu nhà đất số 15 Lê Lợi, thành phố Huế. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028.